Mọi người có thể thay thế màu nước gạo bằng màu khác nếu như chúng ta làm một bộ móng màu khác nhé. Còn một cái mẫu xà cừ như thế này nó rất là lung linh và sang rồi. Trên đây Thảo đang làm một cái móng, chúng ta đã nồi móng đắp gel nha. Và bây giờ mọi người muốn ẩn xà cừ thì chúng ta sẽ thực hiện nó rất là nhanh chóng. Chúng ta không phải làm rất nhiều bước như ngày trước nữa với gel gôm nhé. Ở đây thì mọi người sẽ sơn cho Thảo một lớp bay nha. Nếu là móng thật thì mọi người sẽ sơn kiềm dầu rồi sơn cho Thảo một lớp bay mỏng. Sau đó mình sẽ đem đi hơi đèn là 99 giây. Sau đó chúng ta sẽ lấy gel gôm nhưng chúng ta không lấy quá dày mọi người nhé. Đủ độ dày bình thường khi đắp lên móng chứ không lấy quá dày nhé. Vì chúng ta đắp xà cừ xong còn các lớp khác. Nhúng cọ vào cồn này, chúng ta dàn gel ra này. Sau khi đắp xà cừ xong chúng ta còn phủ thêm cứng móng nữa cơ mọi người. Rồi, đẩy gel về phần chân móng. Không cần đẩy sát dàn sạt nha. Lát nữa mình làm cứng móng thì mình cũng sẽ vẫn sơn phủ qua chân nên mọi người cứ đắp cái chân thấp thôi, cách chân móng một chút. Mình đắp như đắp gel bình thường nha, vẫn có cầu móng nha. Rồi, đắp rất nhanh, rất dễ này. Mình chưa hơ đèn nhé. Chúng ta sẽ lấy cọ vừa rồi, cọ đắp gel, chúng ta lấy giấy đặt lên móng này. Để cho cái phần cọ không bị dính mình cũng sẽ nhúng vào cồn nhé. Rồi thêm một chút nhũ vẩy cá này. Lúc này mình sẽ để nhũ vẩy cá trong nhé. Kiểu nó màu trắng bảy màu ấy ạ. Ấn xuống một chút này. Mình sẽ lấy xà cừ đã được bẻ sẵn nhé. Ấn xuống này. Đó, đây là lý do mà đắp gel gôm nó rất là lợi là vậy. Bình thường mình sẽ phải lo là các lớp nó bị hở xà cừ. Mình đặt thêm một miếng xà cừ to hơn ở bên cạnh và cũng ấn xuống nha. Nó khá là chìm rồi. Sau đó mình sẽ đem đi hơ đèn nhé. Hơ lúc này mọi người vẫn hơ 99 giây. Hơ đèn xong để cho lớp màu nó cùng tông hoặc là nó thêm màu so với các cái tông khác ở trên móng, mọi người sẽ nhỏ thêm một chút màu nhé. Đây là Thảo sẽ nhỏ màu trắng nước gạo rồi mình tán ra nhé. Còn bình thường mọi người làm màu gì thì mọi người tán màu đấy nha. Ví dụ làm màu hồng chẳng hạn thì mình sẽ tán một chút màu hồng lên đây. Dùng cây cọ đắp gel nha. Mọi người dùng cây cọ này như một cây cọ đa năng luôn, vừa tán vân đá, tán loang rồi là các kiểu. Nếu như mà mình chuyên đắp gel gôm nhiều thì mọi người có thể sắm hai cây nhé. Tại vì nếu mà cây chúng ta nhúng vào sơn gel như này nó sẽ bị bẩn cọ ấy. Khi mà đắp gel màu trong suốt nó sẽ bị trắng trắng cái vệt cọ ấy. Mình lau bớt những phần nào nó chèn lên xà cừ nha. Để một ít màu trắng thôi. Rồi. Rồi, xong này. Mọi người sẽ đem đi hơ đèn qua tầm khoảng 30 giây nhé. Sau đó mình sẽ sơn cứng móng lên nhé. Phủ qua chân luôn nha, phủ qua chân gel luôn thì nó sẽ được rất là bền. Lúc này tại sao Thảo không chọn đắp clear? Tại vì đắp màu clear lên trên nó lâu á mọi người. Phủ cứng móng luôn cho nhanh à. Nghiêng móng nhé, xem phần nào chưa được thì mình sẽ dồn cái gel vào đấy. Lát nữa mình vẫn chạy máy được mọi người nhé. Hoặc là mình làm mịn rồi thì mình không cần chạy máy. Rồi, bề mặt rất mịn này. Mình dốc móng xuống một chút. Dốc móng xuống khoảng tầm 15 giây cho cái phần cứng móng nó chảy ra giữa móng ấy, không bị bè form. Sau đó mình hơ đèn luôn vào ngay khoảng tầm 99 giây nhé. Nó sẽ rất là mịn bề mặt đấy. Hơ đèn. Hơ đèn xong lớp cứng móng lúc nào chúng ta cũng lau bề mặt đi bằng cồn hoặc acetone nha. Đây mọi người nhìn nghiêng thấy bề mặt nó rất là mịn này. Đã rất mịn thì chúng ta chỉ cần rũa vào phao nhé. Mình lau lại cho hết bụi này. Thảo nói là đã rất mịn thì mình chèn rũa vào phao. Thế không mịn thì sao? Không mịn thì mọi người vẫn phải chạy máy mài như bình thường nhá. Tiếp theo Thảo sẽ dùng một chút gel nhện. Đây là màu trắng của Zaliva nhá. Kéo lên trang trí một chút này, mỏng cho mọi người nha.
Sắp đến dịp lễ thì Tết rồi mà ẩn xà cừ mà lâu mà dùng gel IBD hay các loại khác thì nó lâu mất thời gian lắm mọi người ạ. Nên chúng ta chịu khó nhá, ẩn bằng những cái nào nó nhanh thì mình làm. Gần đến Tết rồi, những trang trí nào sang chảnh nhất là mình cứ phải lựa chọn cho khách. Vừa sang chảnh vừa nhanh cơ mọi người ơi, vừa tiết kiệm thời gian cho khách mà vừa tiết kiệm thời gian công sức cho chúng ta. Đấy, thêm một chút gel nhuyện đẹp cho mọi người, gel nhuyện dai lắm. Mọi người bỏ vào hơi đèn nhé. Sau đó mình sơn tóc bóng dây Liva lên. Rồi. Nếu mà phải làm xong thì mọi người mới nhìn thấy thành phẩm đúng không nào, nhất là với những cái sản phẩm ẩn. Ở đây nó có nhiều tầng khói như kiểu là màu trắng gạo này. Cái này phải lắp vào một bộ móng mọi người ạ, một ngón trong một bộ móng thì mọi người mới thấy xinh và thấy sang được. Đây. Có rất nhiều tầng, rất nhiều lớp. Ở bên ngoài mọi người cứ nhìn nghiêng một cái là nó sẽ có ánh nhũ nhá. Tất cả những sản phẩm nào mọi người chuẩn bị mua cho lễ Tết sắp đến rồi và muốn mua ở cửa hàng chính hãng, không muốn mua phải những cửa hàng giả mạo kém chất lượng thì mọi người có thể ấn xuống link bên dưới nhé. Thảo đều có những sản phẩm Thảo dùng thì bên Thảo đều có phân phối xỉ và lẻ. Mọi người đem đi hơi đèn nhé. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong. Đây.